Thế An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 2 tháng 5 năm 2023. Em có về mấy dòng máy tính bảng và điện thoại Samsung, iPhone, Oppo, Redmi, Vivo. RAM cao, dung lượng cao, giá cà phê chăng dành cho sinh viên và công nhân lao động. Bây giờ em sẽ test máy, báo giá từ cả điện thoại của các anh chị xem cái nào mình chốt nha. Em bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Nhà em ở gần cầu sắt Tân An á. Ship code, ship toàn quốc nha. Miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc em đều ship hết. Nói chung khách mua là em ship. Khách mua chốt. Rồi giờ cho địa chỉ em ship tới nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy. Rồi nãy em có mấy cái máy tính bảng, em review máy tính bảng trước nha cả nhà. Rồi em quay qua review điện thoại nha. Cô bác anh chị nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em nha. Rồi kênh Thúy An được mười mấy ngàn người rồi nha cả nhà, 13.000 người rồi. Thúy An cũng rất cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ kênh của Thúy An bao lâu nay và mua điện thoại ủng hộ em. Rồi em có iPad mini nha, mini 1, 16GB không xài sim, màn hình 8 inch nha. Máy màu bạc, đa phần trái táo là màu bạc nha. Máy tính bảng thì thường em bán trái táo nhiều nha cả nhà. Samsung cũng có nhưng mà ít lắm, chừng nào em nhập được mấy cái dòng cao mà tầm trung á em mới bán. Nói chung máy tính bảng lúc nào cũng có hàng á, em cố gắng nhập hàng bán gì cho các anh chị. iPad mini 1 màn hình 8 inch không xài sim, giá 1.100.000 của anh chị nha. Máy không chạy xước nhiều nha cả nhà. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao em báo hết nha. Còn shipper không cho xem hàng thì cô bé anh chị cứ liên hệ với em cho xem hàng. Rồi cây này giá 1.100.000 cho khách nha. Cây này hơi dơ em chưa chùi nha. iPad mini 1, 1.100.000 cho khách. Rồi tiếp theo iPad 3 màn hình 10 inch nha. Nó hơi bị dơ một tí em chưa chùi nha. Còn máy là em đã test ok nghiêm chỉnh cho các bác anh chị hết rồi. Cây này xài sim nha, iPad 3 xài sim, em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách. Rồi cây này em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. iPad mini 3. Ủa iPad 3 không có mini, nó lộn, iPad 3 16GB xài sim. Mười inch nha. Rồi em tải sẵn nha cả nhà. Máy sạch không vướng tài khoản nha. Em nhập cái tài khoản này em đăng xuất ra luôn nè, em tải đồ về em đăng xuất ra rồi. Máy sạch không dướng tài khoản, đa phần trái táo của em là không dướng tài khoản. Dướng tài khoản là em không bán nha. Rồi cây này giá 1.150.000 cho khách nha. iPad 3 1.150.000 xài sim. Xài sim với wifi luôn nha cả nhà. Rồi, em có một cây iPad 3 luôn, cây này là không xài sim nha. Cũng 16GB luôn. Không xài sim 16GB. Cảm ơn cho các anh chị. Rồi cây này 1.050.000 cho bác anh chị nha. iPad 3 em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách đây nè. Em bấm lẹo tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách rồi. Rồi 1.050.000 cho khách nha, không xài sim. Máy hơi bụi, chìa chùi là máy đẹp cây nha. Nói chung máy trước lúc em ship cho khách làm đã chùi đẹp rồi em mới ship nha. Rồi 1.050.000. Rồi bây giờ em review điện thoại nha cả nhà. Rồi tiếp theo nói chung là em chỉ cảnh báo trên kênh của em thôi nha cả nhà. Bây giờ em cảnh báo trên kênh của em, bây giờ khách nào có đã mua hàng em rồi là biết kênh Thí An TV em rồi, mỗi lần đánh lên thì sẽ có Thí An TV, nhưng mà sợ lộn kênh người khác. Mình đừng vô YouTube này đánh Thí An TV, nhiều khi sẽ lộn tên người khác lên. Đây là hình nền đại diện của em hồi đó giờ này cả nhà, đánh lên sẽ lên em đầu tiên nha. Đừng có đánh mình, đừng có kéo lên túi dưới sẽ lộn kênh người khác. Nếu mà vô YouTube bị đỏ là đánh lên như vậy. Thí An TV là sẽ lên hình nền đại diện em trước tiên nè. Các anh chị chọn vô hình nền đại diện em. Đó, chọn vô hình nền đại diện của em, đây hình nền đại diện của em. Rồi qua trang chủ với video đó, video đầu tiên là video của em. Còn không nữa khỏi lộn kênh luôn. Của bác anh chị dễ nhất là vô Google. Của bác anh chị có giới thiệu bạn bè mua hàng của Thí An TV á, của em Thí An ở Tân An á, thì vô Google này cả nhà, vô Google là không bao giờ lộn kênh ai hết. Google này, Google mình hay giỏi với số cả nhà. Đánh vô Thí An TV. Rồi đây là cũng của em hết luôn nè cả nhà. Của anh chị muốn chọn vô nào cũng được, Thí An TV này của em hết. Cũng chọn vô như thế này, chọn vô một clip đi, nó lên clip nào cũng được. Đó là cũng của em, là hình nền đại diện em nè. Chọn cái hình nền đại diện của em. Rồi bắt đầu vô cái video nè. Là cái video đầu tiên á, là ngày em mới xuất án luôn á. Đó là khỏi lộn kênh ai nha cả nhà. Em chỉ cảnh báo trên khách trên kênh thôi. Em sợ khách trên kênh em mua lộn kênh của em thôi. Em chỉ có kênh Thúy An TV với số điện thoại em là 0388 792 574. Cô bác anh chị có chỉ khách với bà con dòng họ mua máy á, thì nhớ cho số điện thoại đuôi của em dùm 574 là của em nha. Số đó em xài này là 15 năm rồi đó cả nhà. Cô bác anh chị biết cái một cái số điện thoại mình xài 15 năm là con người mình là sao rồi đó. Còn người nào mà xài điện thoại mà sim dục hoài là mình phải biết con người đó là sao. Còn cái sim 0388 792 574 của em là xài 14 năm rồi, 14 15 năm rồi cả nhà. Xài lâu lắm rồi. Nói chung tất cả các sim em đã xài là xài bền. Rồi bây giờ em review điện thoại như cả nhà. Còn trên kênh mạng, trên kênh với trên mạng nói chung khách muốn mua hàng ai cũng vậy, nói chung bán trên mạng mà. Bây giờ thì dân mình mua đồ trên mạng nhiều lắm. Thì em chỉ sợ khách em mua lộn hàng, mua lộn kênh thôi. Rồi cô bán chị cứ tin tưởng em thì mua hàng em. Rồi, cái Oppo F3 màn hình 5 inch. F3 này, RAM 4 64GB nha. RAM 4 64GB. Màn hình 5 inch. Máy được trên 80%, pin là cũng pin con trâu nha cả nhà. Nói chung em bán máy thì khách quan trọng nhất là màn hình và pin nha. Rồi cây này 900.000 cho các anh chị nha. RAM 464GB 900.000. Rồi máy được trên 80% luôn. Em bán tầm trung của anh chị. Lễ em vẫn bán bình thường nha. Còn khách nào ở gần thì tới chỗ em mua cũng được. Còn ở xa thì em ship bưu điện. Còn chạy tới chỗ em thì cứ điện thoại liên hệ em ship. Còn khách nào ra sân động mua máy kiếm không được em cứ liên hệ em là chắc cú nhất. Cô bán chị là điện thoại ngay em là chắc cú nhất, khỏi lộn ai hết nha. Nói chung khổ lắm cả nhà ơi. Rồi Samsung nha. Samsung G2 Pro RAM 216GB màn hình 5 inch. Rồi G2 Pro. Máy cũng được trên 80% nha. Tình trạng sao em báo hết nha cả nhà, máy ám em báo ám. Nhưng mà đa phần em nhập máy bán không bao giờ ám cho khách nha. Máy không bao giờ ám nha. Ám là em bán giá ám nha. Rồi G2 Pro này, RAM 216GB. 650.000 cho các anh chị nha. G2 Pro 650.000. Rồi G3 mình cũng xài Zalo, Facebook, Youtube, TikTok được luôn. Màn hình 5 inch luôn nha. Cây này hồi đó mắc lắm á nha cả nhà. Màn hình 5 inch luôn. G3 Pro. Em bán sau lưng sân động Long An á. Cô bán chị nào kiếm không được em thì cứ liên hệ em là tốt nhất nha. Rồi G3 Pro này giá là máy cũng được trên 80% nha. 600.000 cho các anh chị nha. Còn có bán anh chị nào á cọc em 100k thì tự trả phí ship. Cọc 200k trở lên thì em bao ship nha. Có tài khoản chuyển khoản dùm em cảm ơn. Không có tài khoản cọc kẹt điện thoại vẫn được. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship trừ cọc ra. Còn có bác anh chị nào sợ mất tiền cọc á, mua kênh nào mất tiền cọc ông không biết, kênh Thí An TV không mất đồng nào hết. Em không bao giờ lấy cái gì qua hết. Cọc em 50.000 cũng không mất nữa, 20.000 cũng không mất nữa. Nói chung tiền mình làm ra nó bền hơn mình gạt người ta cả nhà. Rồi cây này 600.000 nha. C3 600.000. Cái đồng tiền mình làm ra là mình sờ bền nhất. Mình lừa gạt người ta trời thật lấy lời cũng vậy hả. Còn những người lừa đảo sống mà ở đời ở ác, tối ngày hãm hại người ta, trước sau ông trời cũng dòm ngó hả cả nhà ơi. Nói chung mình sống là có nhân có đức một chút, tạo chủ phước một chút. Rồi iPhone 5 thường nha. iPhone 5 thường cây này lâu lâu nhập được cây 64GB nha. 5 thường 64GB, máy sạch không dướng tài khoản. Máy sạch không dướng tài khoản nha. 650.000 cho khách nha. 5 thường 64GB 650.000. Còn cây này 5S nha. 5S 16GB còn vân tay luôn. 900.000 cô bác anh chị nha. Máy là pin iPhone thường nó không cầm pin gì mấy nha. Nhưng mà máy em nhập cho khách là phải ok cầm pin nó mới nhập. Còn không em trả lời cho lái hết. 900.000 cho khách. iPhone 5S luôn. Cây này 5S luôn. 5S này 16GB mất chân tay. Giá thì 800.000 cho khách nha. 5S mất chân tay 16GB thì 800.000. Còn 32GB thì 850.000 nha. Chị nào á, có mua hàng em á, lưu ý em ví dụ có cái kênh YouTube nào cũng tên Thí An, cũng tên giống tên kênh em á. Nói chung giống tên kênh em nhưng mà giống số điện thoại y chang số em 0388 792 574 thì cứ mua hàng. Đúng số điện thoại em cứ mua hàng. Còn không đúng số điện thoại của bán anh chị muốn mua thì tùy của anh chị. Rồi em có màu vàng đồng, màu xanh đen, màu bạc. Rồi tiếp theo A50 RAM 4 64GB màn hình 6.4 pin 4.000. Rồi A50 146 4GB pin 4000, màn hình 6.4. Cây này là giá là 2 triệu nha cả nhà. Cô bác anh chị lưu ý số điện thoại mình dùm nha. Coi trên kênh YouTube Thúy An TV, lưu ý dùm em hình nền đại diện của em, tiếng nói của em, số điện thoại của em là 0388 792 574. Em bán hàng 3 năm rưỡi trên kênh YouTube được 10 mấy ngàn người rồi. Hoặc là cô bác anh chị có giới thiệu ai mua hàng kênh Thúy An TV lưu ý giùm em, kênh em là 13.000 người, 13.000 mấy trăm người rồi đó. Lưu ý giùm em để lộn người nha. Rồi cây này giá 2 triệu nha cả nhà. A50 giá 2 triệu. Em có hai cây màu xanh nha. Rồi 2 triệu nha cả nhà. Em có hai cây màu xanh nha. Rồi tiếp theo em có về cây A9 nha. Rồi tiếp theo em có về cây A9 nha. Máy màu đen, máy đẹp can nha cả nhà. Cây này hết pin rồi, chưa sạc tay si. A9 A9 2018 nha. RAM 6 128GB. Khách nào có nhu cầu xem hình thì các bạn Zalo gửi hình nha. Máy đẹp trên 80%. Rồi cây này giá 1.950.000 cho khách. RAM 6 128GB 1.950.000. Chưa sạc tay si. Máy đẹp trên 80% nha. Xem hình các bạn Zalo gửi hình. Rồi A30 nha. Lâu rồi không bán A30, nay nhập bán nha. Rồi A30 Samsung A30 pin 4000, RAM 32GB. Tình trạng máy thì đẹp trên 80% nha. Cây tặng ốp lưng cho khách, chui sạc taxi. 1.600.000 cho cô bán chị nha. A30 1.600.000. Máy được trên 80%, tặng ốp lưng. Rồi tiếp theo Oppo, máy màu xanh nha. Cây này em có mấy cây là Oppo A7. Để em coi cây này như ghi qua nè. RAM 464GB Oppo A7, RAM 464GB Android 8 chấm. Nó cũng như F7, F9 vậy cả nhà, nhưng mà máy nó đẹp can hơn. Rồi Oppo A7 RAM 464GB. Máy được trên 80% nè. Em có màu xanh và màu vàng đồng nha. Rồi A7 nha. Màu xanh và màu vàng đồng 1.600.000 cho khách nha. Là RAM 464GB. Rồi em có một cây vàng đồng này là RAM 332 nha. RAM 332. RAM 464 thì màu xanh và màu vàng đồng. Còn một cây màu vàng đồng nữa là RAM 332 luôn. Cây này em bán là giá 1.5 triệu thôi. 1.500.000 cho các anh chị. Dung lượng thấp thì em nhập thấp, em bán rẻ cho các anh chị nha. A7 nha. Màu vàng đồng và màu xanh. Rồi cây 32GB thì 1.500.000 cho các anh chị. Rồi Oppo A3s. A3s cây này là RAM 332GB nha cả nhà. Màn hình 6.2, RAM 364 nha. Cây này RAM 364, màn hình 6.4.2, 6.2 màn hình 6.2 pin 4002 nha. Rồi A3s màn hình 6.2 pin 4002, RAM 364GB. Rồi tiếp theo cây này giá 1.300.000 nha cả nhà. RAM 364GB 1.300.000 cho các anh chị có dán cường lực nha. Rồi tiếp theo em sẵn review cây cũng A3s luôn mà RAM 332 nha. Tình trạng máy cũng y chang như vậy, pin 4002, màn hình 6.2 luôn. Rồi máy màu xanh đen giá 1.200.000 cho các anh chị. Sẵn review Oppo luôn, Oppo F7 luôn. F7 RAM 4 màn hình 6.4. Màn hình 6.4 nha. Oppo F7 RAM 4 64GB. Màn hình 6.2 6.3 nó lộn nha nhà, không phải màn hình 6.4 nha, F7. Rồi khách nào có nhu cầu xem hình thì em gửi hình nha. Cây này là giá 1.650.000 cho các anh chị luôn. F7. Tiếp theo em review F9 luôn. F9 màu xanh đen luôn. RAM 464GB Android 10 chấm F9 1.700.000 cho các anh chị luôn nha. máy cũng được trên 80%, 1.700.000 F9. Rồi tiếp theo Samsung A10 A10s, màn hình thì 6.3, 6.4, pin thì 4.000, máy cũng được trên 80% nha. Rồi cây này 1.450.000 cho các anh chị. A10s 1.400.000 A10s máy màu xanh. A50s RAM 4 64GB, màn hình 6.4, màn hình thì 6.4 luôn nha, pin 4.000. A50s cây này giá 2.100.000 cho các anh chị nha. A50s em chỉ còn có một cây à, chưa sạc Type C, tặng gấp lưng trong cho các anh chị luôn nha. Tại vì mấy máy dòng cao này nó mỏng lắm, cho nên tặng gấp lưng trong nha. 2.100.000 cho các anh chị. Rồi G5 2016, ba bịch mũ rồi kìa. Rồi cái này 750.000 cho các anh chị nha. G5 giá mật khẩu chữ L lớn giùm em nha. Rồi 750.000 G5 2016, màn hình 5 inch, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được. Máy được trên 80% nha, 750.000 cho các anh chị. Rồi tiếp theo cây này chui sạc Type C nha, A5. Samsung luôn nha. Samsung A5 2017 chui sạc Type C, RAM 3 32GB. 1.100.000 cho các anh chị luôn. A5. Tiếp theo Realme 5 lút. Realme 5 lút. Cái này để em vô coi ra mấy nhiều game quên nè. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem nha. Và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em, cảm ơn cả nhà nha. Rồi Realme 5 lút. Realme 5 nha, không có lút nha cả nhà. Cái này là Realme 5. RAM 2 16GB. Và cây này giá 1 triệu cho cả nhà nha. Máy đẹp trên 80%, giá 1 triệu đánh game Liên Quân Free Fire được. Realme 5. Rồi Oppo F5. RAM 4 32GB, Oppo F5 RAM 4 32GB. Máy được trên 80% nha. Rồi 1.100.000 cho khách luôn. F5 RAM 4 32GB 1.100.000. Máy đẹp keng, đẹp trên 80% nha. Rồi nay em có về cây Nokia nha cả nhà. Nokia này là để em coi Nokia gì đây. Android nó cao nha, cây Nokia này thì Android cao. TA Nokia 6 nha. Xài 2 SIM, Android 9 chấm. RAM 3 32GB. Nokia Nokia gì quên rồi, mới thôi thì quên rồi. Nokia 6. Rồi cây này 900.000 cho các anh chị luôn nha. 3332GB 900.000 Nokia 6. Đâu đâu mới có cây Nokia nha cả nhà. Rồi tiếp theo Vivo RAM 4 64GB, màn hình 6.2 6.3, màn hình to nha. Vivo máy cầm pin nha. Vivo 1716 Android 8 chấm, RAM 4 64GB, 1.200.000 cho các anh chị luôn. Rồi sẵn review Realme luôn nha cả nhà. Realme A9 em có 2 cây nhân 32GB. Rồi A9 nha, màn hình 6.5, pin 5.000 nha cả nhà. Màn hình 6.5 pin 5.000 nha. Đánh game Liên Quân Free Fire được, máy mạnh nha cả nhà. Realme A9. Màn hình này là 6.5, đánh game ngon lắm nha. Màn hình to nữa, coi YouTube cũng được, nó hát karaoke cũng được luôn nha. Máy mạnh nha. Rồi, 1.300.000. Rồi tiếp theo nha. Cây này 6.300, em có màu đỏ thì 300.000 nha cả nhà. Hôm nay khách hay mua hàng em thì biết 300.000 nha. Còn Nokia này là 150.000 cho các anh chị luôn. Mobile luôn 150.000 luôn. Nokia luôn 150.000, bán đồng giá nha cả nhà. 350.000 cho khách nha. 1.350.000 Realme A9. Rồi tiếp theo sẵn em review Realme luôn, Realme C2 luôn. Cây này RAM 3 32GB á. Hãy coi Realme C2, cây này thường nó chỉ RAM 216 à. C2 Android 9 chấm, cây này là RAM 2 32GB, 1.100.000 cho khách luôn nha. Realme C2 1.100.000. Rồi tiếp theo cây Realme C1 nha, Realme C1 RAM 2 16GB, máy đẹp keng nha. Em bán hàng chính hãng, không bán đồ Trung Quốc nha cả nhà. Rồi cây này RAM 2 16GB 1.150.000 cho các anh chị nha, máy đẹp keng nè. Nói chung tiền nào của đó nha cả nhà. Rồi tiếp theo Vimart, Vimart Boy cộng 2. Cây này là cưa sạc Type C, RAM 3 32GB. Rồi giá 1 triệu cho cô bác anh chị nha. Vimart em có 2 cây nha, lâu lâu mới nhập mấy cây này bán giá 1 triệu. Rồi tiếp tới cây Vimart B3, màn hình cũng 6 inch luôn, màn hình to, màn hình to nha, Vimart B3. Rồi cây này giá là 750.000 cho các anh chị nha, màn hình to 750.000, Vimart B3. Rồi tiếp theo Realme nha, Realme thì khách thường xem kênh em thì biết nha, lúc nào cũng có bán hết 500.000 cho các anh chị, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được hết 500.000. Rồi G6 RAM 3 32GB màn hình 4.7, RAM 3 32GB màn hình 4.7, em có màu vàng đồng và màu xanh, xanh tím nha. Rồi hai cây cũng được trên 80% nha. RAM 3 32GB, hát karaoke, học online được, chơi game được. Rồi giá 1 triệu cho các anh chị nha. Thúy An bán máy là tặng dây sạc nha, không có con cốc nha cả nhà. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc kệ điện thoại vẫn được, cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em xíu em trừ cọc ra nha. Rồi Oppo, cây Oppo có một cây Oppo dòng cao 64GB, chui sạc Type C nha. Oppo A5 2020. Rồi 1.800.000 các anh chị nha, pin 5.000, màn hình 6.5 luôn, pin 5.000. Rồi bây giờ em quay qua em review iPhone tiếp nha. iPhone 6 lút nha, 6 lút 16GB màu bạc thì 400.000 cho các anh chị nha, 16GB màu bạc thì 1.400.000. Rồi 1.400.000 cho các anh chị. Rồi em có màu bạc nữa nè. Rồi cây này 64GB nha, 64GB thì 1.600.000 cho khách, 16GB thì 1.400.000, 64GB thì 1.600.000 nha cả nhà. Rồi màu bạc nha, có tặng ốp lưng trong cho các anh chị nha. iPhone 6 lút, 6s lút đều tặng ốp lưng trong cho các anh chị nha. Khách nào có nhu cầu xem mình thì em gửi hình, lúc nào iPhone em cũng có bán hết. Rồi cây này để màu bạc nha, màu vàng đồng, để em coi màu vàng đồng này nhiêu ghi nha. Màu vàng đồng này 64GB nha cả nhà, tặng ốp lưng trong luôn, 64GB 1.600.000 cho các anh chị, máy đẹp keng nha. Rồi tiếp theo M20 mới nhập luôn, pin 5.000, RAM 3 32GB, màn hình 6.4, pin thì 5.000 nha. M20 mới nhập về luôn. Rồi 1.650.000 cho các anh chị, 1.650.000. G7 Pro thì khách thường xem kênh em thì biết ha, lúc nào em cũng có G7 Pro hết. Còn các anh chị nào muốn kiếm dòng nào á, mình thích cái dòng nào á, muốn em kiếm dùm thì em vẫn kiếm nha, nhưng mà phải cọc dùm em, cọc rồi em kiếm rồi em báo giá rồi em nhập cho, còn không thì em vẫn trả cọc lại cho các anh chị. Rồi G7 Pro màu vàng đồng, màu hồng nhạt, RAM 3 32GB, màn hình 5.5, pin thì nó chỉ có 3.800 hay 3.600 vậy nha nha. Mua hàng thì lưu ý giùm em nha. Rồi cây này pin 3.600, lưu ý giùm em, coi chừng lộn kênh giùm em nha. Nói chung của anh chị nếu mà thương em á, có giới thiệu bạn bè giùm em á, hoặc là của bác có anh chị có quay lại mua hàng em á, thì cẩn thận giùm em, coi chừng lộn kênh. Còn muốn dễ nữa thì cứ vô Google hoặc là cứ nhập số điện thoại em kết bạn Zalo, em tư vấn dễ hơn nha, hoặc là cứ điện thoại em là khỏi lộn ai hết. Rồi muốn giới thiệu bạn bè mua hàng em cứ lấy số điện thoại cho điện thoại em. Rồi cây này là giá là 1.250.000 nha, Chi 7 rồ 1.250.000. Em có hai cây vàng đồng, một cây màu hồng nha, không chạy suất nhiều nha cả nhà. 1.250.000 cho quá anh chị luôn. Cây này hết pin rồi. Rồi 6G nha, 6G em có một cây 16GB, một cây 64GB. 16GB thì giá 1 triệu. Máy đẹp, không chạy suất nhiều, máy sạch, không vướng tài khoản luôn. Hiện tại em còn hai cây màu bạc nha, cây này cũng vậy luôn. Rồi 64GB thì 1.100.000, 16GB thì giá 1 triệu. Rồi G7 RAM, RAM 3 32GB, màn hình 5.5 nha. Rồi giá là 1.100.000 của anh chị luôn. G7 Pro, G7 RAM nha, 1.100.000, RAM 3 32GB, màn hình 5.5. Rồi A10 nha, A10 màn hình cũng 6.1, 6.2, pin thì 3.400, RAM 32GB, A10 32GB. Rồi 1.200.000 cho các bác anh chị luôn, 1.200.000. Rồi tiếp theo iPhone 6s Plus, hình như em có mấy cây rồi nha. 6s Plus để coi mất vân tay nha cả nhà. 64GB, 6s Plus 64GB thì 1.900.000 cho các anh chị nha. 64GB mất vân tay 1.900.000 cho các anh chị. Còn có một cây bạc, một cây bạc 64GB và vàng đồng. Vàng đồng để coi em coi cây này nhiêu ghi nha. Cây này có dán cường lực nha. Để coi cây này nhiêu ghi. 32GB, 32GB, 6s Plus 32GB. Rồi 1.850.000 của anh chị nha, 6s Plus. Rồi A7 2018, RAM 464GB, RAM 464GB nha, 1.750.000 cho các anh chị luôn, tặng ốp lưng trong luôn nha, máy đẹp trang. Rồi em review 13 rồi mắt, 12 rồi mắt nha. Nãy giờ em quên review hàng xách tay của Singapore nha cả nhà, chứ không phải hàng chính hãng nha. Nói chung nói có sao nói vậy, nhưng mà hiện tại là 13 rồi mắt em hết rồi, hiện tại 13 em hết rồi, bây giờ em chỉ còn có 12 thôi, hiện tại em chỉ còn có 12 thôi. Rồi tiếp theo iPhone 12 rồi mắt nha, hàng xách tay của Singapore, máy thì không trầy xước nhiều nha, nó không phải hàng chính hãng nha cả nhà, nó là đúng của hàng Sing nha. 512GB, còn đồ Trung Quốc là khỏi xài luôn, em không có bán đồ Trung Quốc, tình trạng sam báo hết rồi, có sao nói vậy, được khách mua không được khách mua máy khác. Rồi cây này là 1.700.000 cho khách nha, có một cây màu trắng. Rồi màu lông chuột nha, khách nào có nhu cầu xem hình thì em gửi hình, cũng 512GB vậy đó cả nhà, dung lượng nó cũng vậy đó, nó xài nút thơm ở dưới nè. Rồi 1.700.000 cho khách nha, hiện tại em chỉ có 12 Pro Max nha, không có 13 hết hàng rồi, 13 thì vài bữa nữa có hàng đó. Bo thì các anh chị khỏi lo đi ha, máy em nhập là đẹp từ mặt trước mặt sau và bo luôn, tại vì hôm nay hồi đó giờ bán máy ít khách nào kêu em chụp hình bo lắm, mà hai ngày nay khách hay kêu em chụp hình bo, khỏi lo vấn đề bo đi ha, máy đẹp em mới nhập, bo đẹp em mới nhập, chứ bo xấu không muốn nhập nữa. Rồi xanh riêu 2 cây nha, xanh riêu 2 cây, bo đẹp keng, giá 1.700.000 của anh chị luôn, còn 12 không à. Rồi Samsung A20, RAM 3 32GB, pin thì 4.000 luôn nha. Rồi chui sạc Type C, 1.500.000 cho các anh chị luôn, 1.500.000 A20 luôn, 1.500.000. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây, mong quý các anh chị xem clip của Thúy An, cảm thấy hay nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà mình xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình, hẹn clip sau.